Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kiến thức cơ điện tự động hóa. Trong video này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn chương trình đèn giao thông với 3 chế độ được lập trình trên VLC X7-200 và để giải quyết yêu cầu của một bạn khán giả với nội dung đề bài như sau. Để điều khiển đèn giao thông ngã tư theo yêu cầu công nghệ, khi ta nhấn nút ON 1 thì hệ thống sẽ chạy ở chế độ 1, tức là đèn xanh sáng 25 giây, đèn vàng 5 giây và đèn đỏ 30 giây. Khi ta nhấn nút ON 2 thì hệ thống sẽ chạy ở chế độ 2, đèn vàng ở 2 lần sẽ nhấp nháy sáng 3 giây và tắt 3 giây. Khi ta nhấn nút ON 3 thì hệ thống sẽ chạy ở chế độ 3. Và trong chế độ 3 thì khi ta nhấn nút PB1 thì đèn xanh ở làn số 1 và đèn đỏ ở làn số 2 sáng. Và khi ta nhấn nút PB2 thì đèn xanh ở tiếng 2 và đèn đỏ ở tiếng 1 sẽ sáng. Và trong quá trình hoạt động, nếu ta nhấn nút OFF thì hệ thống sẽ ngừng hoạt động. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết bài toán này. Bây giờ ta đi vào nội dung chính. Ta khởi động phần mềm MicroWin lên. Ta khai báo biến cho các ngõ vào và ra. Đầu tiên ta có nút stop, có địa chỉ là y0.0. Đây là nút dừng chương trình. Tiếp theo là nút on 1. Có địa chỉ là y0.1. Đây là nút chạy chế độ 1. Nút bấm ON 2 có địa chỉ là Y0.2. Đây là nút chạy chế độ 2. ON 3 có địa chỉ là Y0.3. Đây là nút chạy chế độ 3. Và trong chế độ 3 ta có thêm 2 chế độ nữa là nút PB1 có địa chỉ là Y0.4, chạy chế độ 3.1. PB2 có địa chỉ là Y0.5, chạy chế độ 3.2. Các ngõ ra D1 có địa chỉ là Q0.0. Đây là ngõ ra để điều khiển đèn đỏ ở làn số 1. X1 có địa chỉ ngõ ra là Q0.1. Đây là đèn xanh ở làn số 1. V1 có địa chỉ ngõ ra là Q0.2. Đây là đèn vàng ở làn số 1. D2 có địa chỉ là Q0.3. Đây là đèn đỏ ở làn số 2. X2 có địa chỉ ngõ ra là Q0.4. Đây là đèn xanh ở làn số 2. Và V2 có địa chỉ ngõ ra là Q0.5. Đây là đèn vàng ở làn số 2. Bây giờ ta đi viết chương trình code cho các chế độ. Đầu tiên là chế độ 1, tức là chế độ đèn hoạt động
Bình thường. Ta viết khối chạy và dừng chế độ 1. Khi ta bấm nút on 1 thì chế độ 1 sẽ hoạt động, và khi ta nhấn nút stop thì chế độ 1 sẽ dừng. Tiếp theo ta viết chương trình để điều khiển các đàn ở làn số 1. Ta sẽ dùng lệnh so sánh để so sánh thời gian của các hoạt động của các đàn với timer T37. Thời gian hoạt động của đàn đỏ, ta so sánh T37 nhỏ hơn hạt vàng 30 giây. Ở đây ta nhập là 300, vì T37 có độ phân rẽ là 100 micro giây. Ta xuất ra ngõ ra là D1. Tiếp đến là đàn xanh ở làn số 1. Ta sẽ so sánh với T37. T37 sẽ lớn hơn 300 và T37 nhỏ hơn hạt vàng 550, tức là thời gian của đàn đỏ và đàn xanh ở làn số 1. Tiếp đến là đàn vàng ở làn số 1. Ta so sánh T37 với 550, T37 sẽ lớn hơn 550 thì đàn vàng ở làn số 1 hoạt động. Tiếp đến, ta đi viết chương trình để điều khiển các đàn ở làn số 2. Ta so sánh T37 với 25. Đây là thời gian của đàn xanh ở làn số 2. Tiếp theo là đàn vàng ở làn số 2. Nó sẽ lớn hơn T37, lớn hơn 250. Và T37 nhỏ hơn hoặc bằng 300. Đây là thời gian hoạt động của đàn vòng ở làn số 2. Và cuối cùng là đàn đỏ ở làn số 2. Ta so sánh T37 lớn hơn 300. Đây là thời gian hoạt động của đàn đỏ ở làn số 2. Tiếp theo ta đi khởi tạo timer T37. Dùng bit AM0.0 để khởi tạo timer T37. Và thời gian cài đặt cho T37 là 600, tức là bằng tổng thời gian của đàn đỏ, đàn xanh và đàn vàng. Tiếp theo ta đi viết chương trình công cho chế độ thứ hai. Đây là chế độ đàn vàng ở hai lần nhấp nháy
Trong khoảng thời gian 3 giây, sáng 3 giây và tắt 3 giây. Ta viết chương trình để chạy và dừng chế độ. Số 2. Khi ta nhấn nút On 2 thì chế độ số 2 sẽ hoạt động, và khi ta nhấn nút Stop thì chế độ 2 sẽ tắt, sẽ ngừng hoạt động. Tiếp theo ta đi viết chương trình tạo xung. Ta sẽ dùng hai khấu timer T on delay và T off delay để thực hiện quá trình này. Ta dùng bit HM0.0 để làm điều kiện ra nhánh. Khấu xung được tạo ra ở bit nháy trung gian M1.0 và T on là thời gian của bit M1.0 hoạt động và thời gian cài đặt của T off, tức là T101, tức là thời gian của bit M1.0 xuống mức 0. Và tiếp theo là ta viết chương trình để điều khiển các đàn vòn nhấp nháy. Ta dùng bit M1.0 để điều khiển cho đàn vòn nhấp nháy, và bit M0.1 là điều kiện để chạy cho chế độ 2. Đây là khối timer off delay T101. Ta tiến hành lưu chương trình lại. Và để ở ngoài desktop. Tiếp theo ta đi viết chương trình con cho chế độ thứ 3. Chế độ qua, tức là chế độ của đèn đỏ và đèn xanh ở hai làn sáng. Và tương tự ta cũng viết chương trình để chạy và dừng chế độ qua. Để chạy chế độ qua thì ta có nút nhấn là on 3, tức là khi ta nhấn nút nhấn on 3 thì chế độ 3 sẽ hoạt động, và khi ta nhấn nút stop thì chế độ 3 sẽ dừng. Đây là tiếp điểm duy trì của nút nhấn. Và trong chế độ 3 thì sẽ có hai chế độ.
Tức là khi ta nhấn nút nhấn PB1 và PB2. Ở đây ta viết chương trình để chọn chế độ PB1 và PB2. Tại cùng một thời điểm thì chỉ có một chế độ hoạt động, cho nên ta dùng tiếp điểm khóa chéo của hai nút PB1 và PB2. Tức là khi PB1 hoạt động thì PB2 không được hoạt động. Bit M0.3 sẽ điều khiển cho đèn đỏ ở làn số 1 và đèn xanh ở làn số 2 hoạt động. Bit M0.4 sẽ điều khiển cho đèn đỏ ở làn số 2 và đèn xanh ở làn số 1 hoạt động. Bây giờ ta vào chương trình chính. Ta sẽ viết chương trình để chọn các chế độ 1, chế độ 2 và chế độ 3. Ta dùng bit HM0.0 để làm điều kiện ra nhánh. Và tại một thời điểm thì chỉ có một chế độ hoạt động. Cho nên ở đây ta sẽ sử dụng các tiếp điểm khóa chéo của các tiếp điểm ON1, ON2 và ON3 ở chế độ 1. Ta dùng bit M2.1 để điều khiển. Chế độ số 2, ta dùng bit M2.2 để điều khiển. Chế độ 3, ta dùng bit M2.3 để điều khiển. Đây là mạch XO của các nút nhấn ON1, ON2 và ON3. Tức là tại một thời điểm thì chỉ có một nút nhấn hoạt động. Bây giờ ta viết chương trình để chạy các chế độ. Khi bit M2.1 online thì ta sẽ gọi chương trình call chạy chế độ 1. Tương tự khi bit M2.1 online, ta sẽ gọi chương trình call chạy chế độ 2. Và cuối cùng là chế độ 3, khi bit M2
3 online. Thì ta sẽ gọi chương trình câu chạy chế độ 3. Có nút nhấn là thường mở nên cho vào tiếp điểm duy trì cho nút nhấn. Xem có tiêu điểm duy trì cho nút nhấn. Tương tự ta thêm tiếp điểm duy trì cho các nút nhấn PP1 và PP2. Và để cho timer hoạt động theo chu kỳ thì ta sẽ thêm tiếp điểm thường đóng của T37 vào để làm điều kiện cho timer T37, và ta sẽ chỉnh thời gian nhỏ lại để tiết kiệm thời gian chúng ta chạy mô phỏng. Ta sẽ chỉnh thời gian của các đèn đỏ, đèn xanh và đèn vàng xuống cầu 3 giây, 2.5 giây và 0.5 giây. Và tiến hành export ra file ra để chạy mô phỏng. Bây giờ ta khởi động chương trình chạy mô phỏng lên. Hãy chọn CPU là 224. Nạp chương trình chạy mô phỏng vào. Và do ở đây ta chọn, ta viết chương trình ở ta chương trình câu nên các cái đầu ra của các ngõ ra từ Q1 đến Q5 nó không được thể hiện trên chương trình, nên ta sẽ quan sát trực tiếp trên PLC. Đây là ta đang chạy ở chế độ 1, tức là nút nhấn on 1 đang được bật. Các bạn quan sát đèn đỏ, đèn xanh và đèn vàng ở hai lần hoạt động. Đã hết một chu kỳ. Bây giờ ta nhấn nút stop thì chương trình sẽ dừng. Và tiếp tục ta nhấn nút on 2 thì ta đang chạy ở chế độ 2, tức là đèn vàng ở hai lần nhấp nháy. Tiếp theo ta nhấn nút on 3, tức là ta chạy chế độ 3. Ở trong chế độ 3 thì ta sẽ nhấn thêm nút PP1 hoặc là PP2. Nhấn nút PP1 thì đèn đỏ ở làn số 1 và đèn xanh ở làn số 2 hoạt động. Tương tự, khi ta nhấn nút PP2, tức là Y0.5, thì đèn đỏ ở làn số 2 và đèn xanh ở làn số 1 hoạt động. Video này chúng ta sẽ kết thúc ở đây.